Duy, xe em bị hư rồi, anh cho em quá vàng nha. Em ơi, ê em ơi, anh với em đi chung với nhau không được. Hôm ấy anh bắt taxi cho em nha. Ủa, có gì đâu không được. Em với anh làm chung công ty nè, rồi mình chuẩn bị đi tới cùng một chỗ nữa. Em thấy tiện quá trời luôn á. Mình đi đi anh. Em ơi. Ủa anh là sao? Nhỏ này buông xuống mày. Cái gì vậy? Buông xuống. Ủa, là sao vậy anh? Bỏ ăn không ăn cơm mà đi ra cho nhỏ này ôm vậy hả? Không có. Con bé hiền đồng nghiệp của anh. Rồi cái xe nó hư, cái nó đồ quá gian anh vậy thôi. Não anh có vấn đề không? Xe nó hư thì có xe ôm, có taxi. Thời buổi này xe ôm công nghệ thiếu gì? Tự nhiên cái cũng nhận lời chở nó làm sao? Để cho nó ôm nữa. Nó là vợ anh hả? Không có. Không, anh đi gặp đối tác. Gọi giận sao? Hả? Em ủi dạng. Em ơi cái gì? Ủa má. Má, cái chuyện gì mà sùm vậy tụi bay? Má, con bắt đường tại trận, bỏ không ăn cơm con nó để đi với gái nè má. Dạ không phải đâu bác, xe của con bị hư. Mày có một lý do đó mày nói mày à? Mẹ à, trời đất ơi, có cái chuyện đó thôi mà cũng làm sùm lên vậy đó hả? Tụi nó là đồng nghiệp với nhau, nó cho có gian là chuyện bình thường thôi mà. Đây, tụi con đi. Dạ. Có tẻo trễ giờ. Dạ. Đi khép lại con. Trời đất ơi, chắc là ăn mặc lòi da lòi thịt quen rồi đúng không? Không sao. Trời đẹp mình cứ khoe đi, khoe cho đàn ông nó lé mắt chơi vậy đó. Đi. Dạ thưa bác, đi. Ê, má con đi, con đi. Ủa, nó cười kìa, cái con quẩn đó. Trời đất ơi, nè, mày đó nha, dài lắm. Có nghi ngờ cái gì á thì cũng để trong lòng đi. Trời đất ơi, mày làm rùm beng lên như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng hả? Má nói vậy là má cũng nghi ngờ hả má? Thì thời buổi này á có nhiều cám dỗ lắm. Tuy thằng Duy á nó là con trai của má nhưng má cũng không có tin nó lắm đâu. Ủa anh, giờ này anh đi đâu vậy? Thì anh đi gặp đối tác mà. Ủa gì chứ cơm em nấu dưới rồi sao? Bộ anh tính anh không ăn rồi anh đi luôn vậy hả? Mà anh gặp đối tác cái gì mà anh xịt dầu thơm thơm phức từ trên đầu xuống dưới chân vậy? Thì thôi má với em ở nhà ăn cơm đi. Chắc anh không có về. Ủa là... Bây giờ... alo. Rồi, qua liền. Gấp. Vậy nha, ở nhà ăn cơm đi nha. Ủa? Anh! Trời, cái gì vậy trời? Ủa? Rồi, thằng Duy nó đi đâu vậy con? Con sao biết được? Nói với con là đi gặp đối tác gì đó mà nãy con thấy đứng đây xịt dầu thơm thơm phức luôn. Chạy chút bóng lộn luôn à. Con nghi là ổng có mùi nhí á má. Con yên tâm đi. Má chắc chắn á là thằng Duy nó đi gặp khách hàng thiệt đó. Chứ nếu mà nó đi ngoại tình á thì làm sao nó dám chải chuốt xịt nước hoa thơm phức trước mặt con được, đúng không? Ai á thì má không biết như thế nào, chứ thằng Duy con trai má đó nó không dám ẩu vậy đâu. Bởi vậy má dặn con hoài hà, mình cứ âm thầm kín đáo theo dõi nó, khi nào được á mình úp một cái cho nó trở tay không kịp luôn. Thôi đi vào ăn cơm với má đi. Má ơi, má ơi. Cái gì vậy? Cái này là sao má? Hình của con nhỏ nào chụp với cái bánh kem vậy hả? Con nhỏ nào? Con nhỏ bạn con. Nó chơi với con Hiền. Con nhờ nó theo dõi con Hiền. Bữa nay nó đăng hình bánh kem mà nó còn ghi cái dòng cáp là chờ người nơi ấy. Là nó đang chờ chồng con đó má. Đi với má. Đi. Mà không được. Mày đi đánh ghen mà mày mặc như vậy á thì chẳng khác nào mày dâng chồng mày làm món tráng miệng cho cái con nhỏ đó rồi. Không được. Con phải lên kiếm bộ đồ nào đẹp nhất thay cho má. Mình đi đánh ghen cũng phải đẹp lồng lộn cho má coi. Đi. Dạ. Anh,
Cái bánh kem này nè là do tự tay em làm á. Em biết là anh không có ăn đường được, cũng không ăn béo được luôn, nên là em đã giảm một chút đường nè, rồi một chút béo để cho anh có thể ăn được á. Anh ơi, bữa nay là sinh nhật của em á, anh có muốn biết là em ước gì không? Em ước là có được một người chồng như anh vậy á. Sao? Giờ em đã nói tới vậy rồi, em nói thẳng ra như vậy luôn rồi, em không có lấp lửng nữa, anh cũng đừng có mập mờ nữa được không? À, anh rất cảm ơn em là tình cảm của em dành cho anh. À, nhưng mà em ơi, anh nghĩ là anh cũng đã thẳng thắn rồi, anh không thể đến được với em. À, nhưng mà tại vì có thể là em hiểu nhầm cái gì đó, em thử lục lại quá khứ xem. Anh Duy, em thấy là cái cà lao vát này á, nó không có hợp với anh. Anh đợi em xíu nha. Em có mua cho anh cái cà lao vát mới nè. Anh đổi đi, em thấy cái này hợp với anh hơn. Đâu, đeo cái này quen mắt rồi, bây giờ đổi đổi khó nhìn lắm, khó chịu. Vậy em cũng có mua cho anh chai nước hoa nè. Em thấy cái mùi này thơm, hợp với anh á. Anh xịt thử đi. Thôi không cần đâu em. Anh xịt cái mùi nước hoa giờ anh mua quen rồi. Bây giờ anh xài cái mới anh không quen, tâm lý không ổn định làm gì cũng được đâu. Đi ra ngoài đi để anh làm việc nha. Cảm ơn em. Sao anh lúc nào cũng vợ anh hết vậy? Em có cái chỗ nào không bằng vợ anh? Thậm chí là em còn hơn vợ anh nữa kìa. Em đẹp mà, em có tài, em còn kiếm ra tiền được nữa. Còn vợ anh thì sao? Hả? Anh cũng muốn chia sẻ với em một vấn đề như thế này. Giờ anh hỏi em nha. Bây giờ giả dụ như là em đẹp hơn vợ anh, em giỏi hơn vợ anh đi, cái gì cũng hơn vợ anh, và anh đến với em vì điều đó. Và một ngày nào đó anh gặp một người nào khác tốt hơn em, rồi anh cũng sẽ bỏ em. Xin lỗi em, anh không phải là người như vậy. Ở ngoài kia rất là nhiều người đẹp hơn vợ anh, giỏi hơn vợ anh. Nhưng mà anh nói cho em nghe, anh với vợ anh sống với nhau 10 năm trời rồi. Anh không thể nào mà để một cái tình cảm nhỏ nhoi ở ngoài lề để xen vào cái chuyện vợ chồng anh. Thôi. Bây giờ ví dụ mà anh không bỏ vợ anh được đúng không? Không sao. Nhưng mà để em làm mấy gái của anh nha. Thôi được rồi. Bé ơi, hình như là cái sự tôn trọng của anh dành cho em nó hơi thái quá hay sao á. Em vẫn chưa hiểu vấn đề hả? Em dụ anh ra đây gặp đối tác, cuối cùng em bày ra cái trò này. Đó là cái cách mà em không tôn trọng anh. Thì đừng trách lý do tại sao mà anh coi thường em nha. Vậy nha. Ủa, má. Hay lắm con trai. Bản lĩnh đàn ông là phải như vậy chứ con trai. 10 điểm không có nhưng. Nè, cô kia, cô muốn làm tiểu tam á thì ít ra cũng coi người đàn ông đó có chấp nhận mình hay không. Người ta đã từ chối 5 lần 7 lượt rồi, mà hình như là cái mặt cô cũng chét đến 18 lớp thạch cao á. Nè bà kia, bà nói cái gì vậy hả? Cái gì? Mày nói chuyện với người lớn mà mày chỉ trỏ gì vậy? Mày ngon mà đụng vô má chồng tao coi. Già thêm 1 tuổi rồi, suy nghĩ chín chắn một chút đi. Làm gì cũng được, đừng nên làm tiểu tam giật chồng của người khác. Như vậy uổng công cha mẹ mình nuôi nấng, thầy cô dạy dỗ. Còn nữa, nếu như chồng người ta đó có chấp nhận mình hay không, lúc đó mình có quê không hả? Cái người có chồng tôi á, nó hù ai vậy má? Chắc hù anh. Ủa, mà hai má con tới đây làm gì? Bộ đình tôi hay gì? Nè, con nói cho má với vợ con nghe, con là cây ngay không mà sao chết đứng. Con đi làm mà, hai mấy con phải tin tưởng con chứ.
để không có chuyện xào xáo mấy chuyện nhỏ nhặt này. Thì em biết rồi, từ bây giờ em hứa với chồng không có nghi ngờ lung tung, không có suy nghĩ nữa, tin tưởng chồng nhiều hơn. Chồng, cảm ơn chồng. Qua chuyện này thì em biết là chồng của em thương em nhiều lắm. Dù là em không bằng ai hết, em cũng không có gì. Thì anh thương em tại vì em là vợ của anh, chỉ thôi. Nè, mở cửa đi. Ủa, má sướng quá à. Giờ này là giờ nào rồi? Hai đứa ở trong phòng ấm mà, lớn rồi, có vợ có chồng rồi, tự lo đi làm đi, ăn kiếm cơm chứ. Gì má, má nói gì vậy? Nãy giờ nghe mà không hiểu nói cái gì hả? Tôi nói là tôi đã bỏ tiền ra lo đám cưới cho hai đứa, thì bây giờ á là tôi hết trách nhiệm. Còn lại là bây giờ hai đứa phải dọn ra ngoài, mốt phòng trọ rồi đi làm kiếm tiền tự sống. Má, tụi con có sai thì má nói để tụi con sửa chứ, đừng đuổi tụi con đi mà má. Thôi khỏi khỏi, tôi không có cần ai sửa chữa gì hết á. Tôi chỉ cần biết á là hai đứa phải tự lo, lớn hết có vợ có chồng mà cứ ăn bám gia đình, con nó kỳ cục lắm. Má mới kỳ á, má nghĩ coi, tự nhiên con mới cưới vợ về chưa được tuần lễ nữa cái má đuổi ra ngoài. Hàng xóm người ta nói này nói kia má là sao? Tôi không cần biết hàng xóm nói cái gì, tôi chỉ cần biết hai đứa dọn dẹp ra ngoài mớ phòng trọ liền, nghe rõ chưa? Dạ. Má, má cái gì vậy trời? Em có nói hay làm gì cho ba bực không? Em có làm gì đâu, em cũng không biết sao nữa. Mà nhìn cái điệu này nè, thấy má nghiêm túc lắm á. Vô gọn đồ đi. Anh, giờ ăn sáng với em nè. Trời ơi, 7 giờ sáng rồi đó. Dậy ăn đi, em còn đi làm nữa. Để đi, ngủ chết. Vậy rồi anh còn làm phụ dọn em nhà cửa nữa chứ? Làm hoài, từ từ anh làm. Rồi đó, giờ có mình em đi làm à. Rồi sau này ha, em mà có bầu đẻ con đồ đó, tiền đâu nuôi? Từ từ anh kiếm việc, cái gì đâu mà em càm ràm rồi mới sáng sớm. Từ từ, nói tới cái từ từ. Đồ ăn trên bàn đó, đi làm đây. Em đây đây, rải lá năng. Má, má. Gì vậy? Má, má cho hai vợ chồng con về nhà ở nha má. Mới đi coi nửa năm là chịu không nổi nè. Má, vợ con nó có bầu á, nó nghỉ làm bữa giờ, má cho về ở đi chứ không á là vợ chồng con chết đói á. Vợ con của con chết đói là tại con bất tài. Liên quan gì tới má? Má sanh con ra, nuôi con lớn, rồi bỏ tiền ra cưới vợ, vậy là quá đủ rồi. Không lẽ bây giờ phải ôm vợ, ôm con nuôi luôn rồi mới vừa lòng con hả? Nếu như má không cho tụi con về ở á, thì má cho tụi con mượn đi, rồi con lấy tiền đó con lo cho vợ con sinh á. Không có má con gì hết trơn á. Nói thiệt nha, đẻ là cái thằng bất tài vô dụng như mày á, má thấy xấu hổ lắm. Người ta đổ cám nuôi con heo tới ngày tới tháng bán còn có tiền, còn mày, mày là cái thằng báo cô, báo đời báo hại, không có được cái tích sự gì hết trơn á. Đi vô khuất mắt đi, đừng có làng sàng ở đây xin cái này xin cái kia. Có bữa tôi nóng lên tôi lấy chổi quét đi rồi mang nhục đáng chịu. Thôi được rồi má ơi, má nhớ gì độc ác của má ngày hôm nay nha. Từ nay á con có chích bờ chích bụi đâu má cũng đừng quan tâm nha. Con không bao giờ giác cái mặt về đây xin má một đồng một cắt nào nữa hết á. Nói được thì làm được nha thằng quỷ. Rồi sao? Tiền tụi bay nợ tao tháng này trễ lắm rồi đó. Chừng nào tụi bay mới trả? Dạ, dì hai thông cảm cho vợ chồng con nghe dì. Cho con thêm mấy bữa để con xoay tiền. Con hứa con xoay xong con trả liền. Tại giờ con đang có bầu nè, con không có đi làm được. Thêm chồng con thì thất nghiệp nữa. Có gì dì thông cảm cho con nghe dì hai. Người ta đổ cám nuôi con heo tới ngày tới tháng bán còn có tiền. Còn mày, mày là cái thằng báo cô, báo đời báo hại, không có được cái tích sự gì hết trơn á. Làm công nhân 5 năm trước rồi 5 triệu rồi, bây giờ tuyển 5 triệu nữa ai mà làm trời, khùng mới đi làm ba cái trò này á. Việc nhẹ lương cao, 1 tháng 20 triệu,
làm văn phòng, làm việc ở đi làm công nhân. Trời ngủ dữ tời. Ngủ ngon không? Nè anh đi làm về có mệt không? Bình thường, ngày nào không vậy. Có cái này cho em coi nè. Gì vậy? Ta-da. Gì vậy? Đây đây đây. Hồi nãy anh đi làm về á, đi ngang tiệm đồ em bé, thấy dễ thương quá à, mua cho con. Nhưng mà anh mua cái này nè, nó có mắc lắm không? Em đừng lo mấy chuyện này. Có mắc á thì anh làm tăng ca thêm, có gì đâu đúng không? Bây giờ á, chi cái gì cho con với cho em á, anh không có tiếc. Nè, thấy anh á, chịu khó làm ăn vậy nè, em vui lắm á. Có gì đâu, anh phải lo chứ, cho tương lai của em với con không có khổ. Ừ. Với lại anh muốn khẳng định cho má anh biết là anh không vô dụng như bà nói. Em tin anh mà, chồng em là số 1. Anh, nhanh lên. Em. Thôi em vô đi, chứ anh không muốn gặp mặt bả đâu. Thôi, dù gì anh cũng đã tới rồi, thì vô đi. Anh cũng phải cho má thấy mặt của cháu nội chứ. Thôi được rồi, nếu mà anh không thích á, thì anh cứ vô thôi, đừng nói gì hết. Nha. Đi. Cẩn thận đó. Ừ, em biết rồi. Anh. Má. Con về rồi đó hả? Dạ. Anh. Má coi nè, cháu nội của má đó. Má cũng ngẫm không? Còn má còn kịp nhìn thấy mặt cháu nội của má. Má bị gì vậy em? Má bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Má cố tình đuổi tụi mình đi á, vì má muốn anh phải sống tự lập, biết lo cho gia đình nữa. Lúc trước á, tiền mỗi tháng mẹ em đóng tiền nhà á, tất cả là tiền của má đó. Vì nhiều lần em nói với anh là em mượn được tiền bà chị nào đó, là tiền của má. Má ơi, việc má làm á, bây giờ có kết quả rồi đó. Anh Minh á, bây giờ anh giỏi lắm nha, biết tự lập kiếm tiền nè, thương vợ thương con, sống có trách nhiệm nữa. Má an tâm nha. Con à, má biết là bấy lâu nay con giận má lắm, nhưng mà bây giờ con hiểu rồi, đừng có giận má nữa nha. Má ơi, là con bất hiếu với má. Má tha lỗi cho con, má cho con một cơ hội để con bù đắp, con báo hiếu cho má. Má cho con với vợ con về chăm sóc má nghe. Má đừng có đuổi con đi nghe má. Có cái mặt hơi ghét của má hả? Cờ với nội cái cây nè. Anh như nè, ôi trời ơi, cưng quá à. Ôi trời đất ơi. Chị xin lỗi, chị hơi mệt con, cho nên chị ngã vô người em. Cẩn thận con. Dạ, con hơi mệt lắm á. Vậy thôi,
Chị ngồi xuống đây chị nghĩ đi. Nghĩ đi con. Nè con à, tôi con mệt á, thì con nghỉ ngơi đi. Công chuyện để đó. Nhưng mà còn đống chén con chưa rửa nữa. Thảo, lát em rửa cho chị nha. Chị để đi, em rửa cho. Ủa nè, đâu có được. Con Thảo nó mới xanh mà. Để nó đi, lát xíu ma xuống ma rửa cho. Vô nghỉ đi con. Dạ. Trời, nè, bên nội thế. Chị, em làm cơm cho ai vậy? Dạ, em làm cơm cho má. Nay có công chuyện, má về trễ. Trời ơi, có con dâu như em, hèn chi mà má thương em quá trời. Thì em thấy tụi mình may mắn mà, được gả về đây làm dâu. Rồi có được má chồng yêu thương con dâu, không có gây khó dễ gì tụi mình hết. Thôi em làm gì làm đi. Dạ. À, mà chị hơi chóng mặt á. Lát nữa em ra em lau nhà giùm chị nha. Để không thôi má về má thấy nhà dơ rồi má lau cực má. Cà chị để đi em làm cho. Ừ. Tiên ơi, Tiên ơi, Tiên, khỏe chưa con? Thôi vậy đi, má con đem cơm cho con ăn nè. Con đó, chóng mặt hôm qua hôm nay vậy đó, là phải đi khám nha. Chứ để vậy là không có được. Ăn miếng cơm đi, má làm cho con á. Dạ, con cảm ơn má. Mà thôi má để nó đi. Ờ, con thấy bé Thảo nó chuẩn bị cơm cho má rồi đó. Má đi xuống dưới ăn đi, lát con ăn cái này sao. Để nó má ăn sao được mà, con không khỏe. Má phải lo cho con chứ. Nè, ráng ăn miếng đi. Dạ. Nhưng mà con ăn cái này là má phải ăn cơm dưới hết đó nha. Được rồi. Bé ráng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nha không. Nè, miếng nữa. Ngon quá má. Ừ. Con, sao vậy con? Nè, ờ, nè. Con ơi. Má ơi. Con bụng, con sao bụng vậy? Con. Nè Tiên ơi. Mấy đứa ơi. Má ơi, đó. Đâu quá má ơi. Nè, mấy con ơi, cho con Tiên nó sao nè. Trời ơi, Tiên. Con coi gì, không biết sao mà con Tiên nó đau dữ lắm. Dạ. Tiên ơi. Tiên ơi. Con ơi, hay là đưa nó đi bệnh viện giùm má đi. Dạ, dạ. Nè, cẩn thận đó. Đi bệnh viện nha. Cẩn thận nha con. Cẩn thận nha. Tiên ơi, Tiên. Nằm nghỉ ngơi đi em. Kỳ lạ thiệt. Bác sĩ nói trong cơm có thuốc sổ. Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Má không biết thì còn ai vô đây biết nữa. Má là người đem cơm cho con. Má không bỏ thuốc sổ cho con ăn. Chứ ai bỏ bây giờ? Tiên, con nói gì vậy? Má không làm chuyện đó. Má không làm. Anh coi đó. Rõ ràng là má đem đồ ăn cho em. Mà trong nhà này chỉ còn má với con Thảo thôi. Mà chồng nó thì đi công tác rồi. Không phải hai người đó chứ ai. Tiên à, con nghe má nói đi. Má không có làm cái chuyện bậy bạ đó. Con trước giờ là người không khỏe, nhưng lúc nào má cũng muốn chăm sóc. Má đem cơm vô, má muốn làm mọi thứ cho con mà. Con nói cái gì vậy? Má thôi đi. Má nói gì con cũng không tin hết trơn á. Nhà này chỉ có má với con Thảo thôi. Ngoài hai người ra thì con không biết nói đổ thừa cho ai nữa hết á. Con phải làm rõ chuyện này mới được. Chị dâu, chị muốn làm sáng tỏ thì để em giúp chị làm sáng tỏ nha. Nè, má với anh Hoàng coi đi. Sao vậy má? Ôi trời đất ơi. Má. Chết rồi. Để con dọn cho. Cái này là má nấu. Đem vô cho con Tiên. Bị nó bệnh. Dạ. Chết rồi. Thì làm sao bây giờ? Nè. Sáng con có nấu cơm chiều cho má. Không mấy má lấy cái này cho chị Tiên đi. Tí nữa con nấu cái khác cho má nha. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Ngon quá. Để má xớt ra cái tô đem vô cho nó. Dạ. Má đi cẩn thận nha. Ừ. Để con dọn cho. Cảm ơn con. Dạ. Thank you.
Bao nhiêu đầy thuốc đủ cho bà đi vô toilet từ sáng cho tới tối, để coi bà còn sức thương Thảo nữa không. Đồ ác độc. Ủa, công má tôi coi cô như là con gái ruột. Tại sao cô lại đối xử với má tôi như vậy hả? Anh sai rồi, em không phải là người vậy đâu anh. Anh đã vu khống em đó anh. Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi anh. Buông ra. Má thì không ngờ, không ngờ con là người có giả tâm như vậy. Ôn công má từ trước tới giờ, lúc thơ em chăm sóc, luôn lo lắng cho con, không lo lẽ nào để nói với con. Hoàng, má giao cho con giải quyết chuyện này. Má, con đưa má về phòng nghỉ nha má. Má mệt. Má mệt lắm. Đi má, đi má. Anh Hoàng, anh xin lỗi anh. Em không làm gì nữa đâu anh ơi. Anh ơi, anh đã lỗi cho em, anh đừng có giận em anh ơi. Buông ra. Tôi cho phép cô nghỉ ngơi ở lại căn nhà này hết đêm nay. Nhưng kể từ ngày mai thì không. Cô hiểu chưa? Anh ơi, anh đừng có vậy mà anh. Anh đừng có vậy mà. Anh đừng có bỏ em anh ơi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh ơi. Buông ra. Để tôi nói cho cô nghe, việc cô làm không phải là sai, mà đó chính là bản chất của sự độc ác. Tôi sợ lắm. Tôi sợ phải sống chung với một người có giả tâm như cô lắm. Tôi sẽ biết đơn đi gì. Anh Hoàng, anh Hoàng, anh ơi, tôi chưa có làm gì hết mà trời. Có cái áo giặt cũng không xong, giờ hay gì luôn á. Má, cái áo này á, con giặt kỹ lắm rồi, con có giặt thuốc tẩy luôn rồi mà nó không có ra. Nói tới là trả treo. Con dâu nhà người ta giỏi bếp nhiều, dâu nhà này á không được cái tích sự gì hết á. Rồi sao, nấu cái gì sáng giờ chưa xong nữa? Làm gì đó? Dạ nấu canh bí. Canh bí? Để coi. Vậy là canh á. Nấu vậy sao ăn? Tôi nói cho cô biết nha, cô có ghét tôi thì cô nói. Bộ cô tính thuốc cho tôi chết sớm hả? Má! Khỏi má con dở đó. Không lẽ bây giờ tôi đóng tiền để cô học một lớp nữ công gia chánh chứ? Cô làm gì cũng không được hết. Chịu hết nói con dâu như cô rồi đó. Có cái chuyện gì đâu mà hai má con cãi nhau ôm sòm vậy? Hỏi vợ mày kìa. Chuyện gì á? Thì anh hỏi má anh kìa. Nè, thái độ của con vậy là sao? Cô làm dâu mà cô không nhịn được má chồng một tiếng hay sao? Mà suốt ngày trả treo, mất dạy. Ờ, tại em. Em sai hết, được chưa? Ủa, cái con này. Cái con kia. Cái bàn á, lao mà còn cho hay gì, lao gì hả? Con đang lao nè má. Sáng giờ làm gì mà cái nhà dọn quá chứ xong. Làm miếng vừa thôi chứ. Đi mướn ô xin về á, coi bộ còn giỏi hơn, đỡ hao nước miếng hơn à. Cái gì cũng phải chỉ, cái gì cũng phải biểu. Lì như quý vậy á. Vậy má coi tôi là con dâu hay coi tôi là ô xin của má? Bữa này hổn quá rồi nha. Mày đứng im cho tao nghe. Bữa này mày uống lộn thuốc rồi hả? Quá trời quá đất rồi. Tao nói cho mày biết nè, ngoan ngoãn để ở trong cái nhà này, còn không thì cút. Không cần. Hơn một chục năm nay chả khác gì cái tù hết á. Nhà tù còn có cơm ba bữa cho mày ăn. Nhưng mà mày bước ra khỏi cái nhà này á, chỉ có đi móc bọc thôi con. Ủa, có chuyện gì nữa vậy? Mày hỏi con vợ của mày kìa. Bữa nay gan lắm, dám nạt tao. Mà mới đuổi ra khỏi nhà đó. Sao mới đuổi vợ con? Bây giờ má đuổi nó rồi, rồi ai làm việc nhà cho má? Anh nói gì? Kể cả anh cũng coi tôi là ở đợi của cái nhà này hả? Tôi ở lại làm cái gì nữa? Bỏ ra! Không có đi luôn. Ở nhà. Nè, muốn đi á thì đi cho khuất mắt tao. Đừng có đói có khổ lết xác về cái nhà vệ sinh. Tao lấy chỗ tao quét ra đường măng nhục à. 10 năm là quá đủ rồi. Ô xin nó bệnh nó còn được nghỉ ngơi. Còn tôi thì sao? Quần quật từ sáng tới chiều.
bị chửi, bị đánh. Đủ rồi. Đó, thấy chưa? Cái con mất dạy. Ai vậy mày trả tiền với tao vậy hả? Trời ơi là trời, tốt quá nè. Phải mày nghe lời tao, bỏ nó sớm thì bây giờ đâu có chịu cực chịu khổ như vậy. Đã về nhà chồng rồi á, thì có ai muốn bỏ đi đâu. Mà tao á, là tao đã kiên nhẫn chờ người ta thay đổi rồi đó. Mà tao càng chờ thì tao thấy mình càng ngu ra. Thôi, dù sao thì bây giờ mày cũng thoát khỏi cái nơi đó rồi. Nhưng mà mày mua được căn nhà này ở một mình cũng sướng đó. Tao mừng cho mày. Tao cũng thấy nhẹ nhõm hẳn ra nè. Gần chục năm sống ở đó, chả khác nào sống như cái tù vậy á. Bây giờ hả, đã đến lúc tao phải sống với bản thân tao rồi. Ê, mà mẹ con của ông Bảo á, biết mày mua được căn nhà này chắc tức lắm á ha. Kệ người ta đi, sắp tới nè, tao sẽ mở một cái tiệc. Tao mời mày, rồi bản thân của tao để qua ăn tân gia. Sẵn á, coi như ăn mừng tao được giải phóng luôn. Được đó. Tới đó tao qua phụ mày. Phụ gì nữa mà phụ. Trời ơi, nhờ cắm cái bùn bông mà nó cắm kìa. Vậy thôi, tới đó để mày làm mình ha. Nè, xin lỗi được chưa? Hết nói nổi cái thằng này. Nhà cửa không dọn dẹp bài bừa như cái chuồng heo vậy trời. Có cơm nước gì chưa bà già? Cơm nước cái gì? Mày coi nè, nhà cửa không dọn dẹp bài tùm lum. Bây giờ không chợ không búa gì hết trơn à. Má bệnh mà bảo tao đi mua đồ về tao uống nè. Thì cũng tại bà đuổi con chăm chi, bởi như bà giữ nó lại á, phải như có đứa ô sin cho bà không? Thì bây giờ mày kêu nó về đi. Tôi gọi điện cho nó rồi mà nó không có nghe máy. Gọi cho bên ngoại nó xong hết trơn rồi luôn rồi. Bên đó cũng không ai biết nó đang ở đâu hết trơn á. Má cũng gọi cho nó mấy cuộc rồi mà nó không có bắt máy. Cái nhà này bây giờ không có nó là không được. Không ai nấu nướng giặt giũ gì hết trơn. Đâu bà gọi cho nó một cái nữa coi. Bụng muốn chết gì giờ này không có gì ăn hết. Ai mà gọi mày hoài vậy? Bà má chồng tao đó. Không biết làm gì mà gọi hoài à. Thì mày nghe máy thử coi bà nói gì. Kệ có đi mày ơi. Mày không nghe máy là bà gọi đây tới chiều luôn đó. Alo. Là tôi nè. Sao tôi gọi mà cô không bắt máy vậy? Dạ, có chuyện gì không má? Tôi thấy cô đi vậy cũng tội nghiệp. Dù sao thì cô cũng là con dâu ở trong nhà. Nên tôi tính vậy nha. Thôi bây giờ cô về á, cô xin lỗi tôi tiếng đi. Nên tôi cho cô về nhà. Tôi thấy vậy, tôi nói vậy đó, cô hiểu không? Dạ, hiện tại con đang nói chuyện không có tiện á. Có gì con nhắn địa chỉ nhà riêng của con cho má, để má qua nói chuyện cho nó dễ nha. Vậy nha, con chào má. Nó nói gì mà bà trợn mắt vậy? Nó nói là nó có nhà riêng rồi. Rồi nó kêu má với con á, qua nhà nó nói chuyện. Gì kỳ vậy? Tiện đâu nó mua nhà. Hai người ngồi đi. Chù, cha. Tiền đâu em có mà em mua căn nhà đẹp vậy? Dạ, trước lúc má con mất, má con có để lại cho con một cuốn sổ tiết kiệm để phòng khi nhà chồng có chuyện gì á thì con sẽ lấy ra lo. Nhưng mà bây giờ con nghĩ là con nên dùng số tiền đó để lo cho chính bản thân mình. Hai người nhìn đi, bây giờ con đang sống rất là thoải mái, không cần phải nai lưng ra hầu hạ ai. Con quên, mà hai người qua đây tính nói chuyện gì? Nói đi, em còn đi nữa. Thì anh với má đến đây định cho em về bển. Giờ tôi hỏi anh nha, anh nhìn cuộc sống của tôi bây giờ nè, nếu anh là tôi, kêu anh về anh có về không? Tôi có cái này cho anh nè. Gì vậy? Mày đặt bất ngờ nữa. Đơn ly hôn. Ký đi. Tôi ký rồi đó. Nếu như không có chuyện gì nữa thì mời hai người về cho. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Không muốn về hả? Vậy thì ở đây ký xong á, rồi để trên bàn. Ra ngoài nhớ đóng cửa giùm tôi. Giờ tôi đi đây. Ừ.